sinh ra và lớn lên ở gần rừng và mình nhìn thấy những cái cảnh mất mát, những cái khu rừng bị chặt phá, những cái loài động vật hoang dã bị săn bắt trái phép đến bờ vực tuyệt chủng. Những cái điều đó thực sự nó đã thôi thúc mình cần phải làm một cái gì đó cho các loài động vật hoang dã để Việt Nam trở thành một cái nơi đáng sống hơn. 7 năm kể từ khi thành lập Save Vietnam's Wildlife, anh Thái cùng nhiều đồng nghiệp của mình đã trực tiếp cứu hộ khoảng 2.000 cá thể động vật hoang dã thuộc 40 loài khác nhau, phá hủy hơn 10.000 bẫy thú và nhiều lán trại bất hợp pháp, chăm sóc bảo tồn và tái thả hàng ngàn cá thể động vật hoang dã, giáo dục cộng đồng về giá trị của TT và các loài động vật hoang dã khác. Và sau tất cả những cống hiến thầm lặng, mọi nỗ lực của anh trong việc bảo tồn động vật hoang dã đã được ghi nhận không chỉ ở Việt Nam mà lan rộng ra thế giới. Chúng tôi rất vui khi được hỗ trợ những gì Thái và đội Save Vietnam Wildlife của anh ấy đang làm. Những thành quả của họ trong bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam đang được đón nhận trên toàn cầu. Tôi cho rằng điều này càng trở nên tuyệt vời bởi đại dịch COVID-19 đang diễn ra và ảnh hưởng lên tất cả chúng ta, được cho là do hệ lụy của việc buôn bán động vật hoang dã. Chính vì vậy, cam kết của Thái, người dân và chính quyền Việt Nam thực sự rất đáng khâm phục và hết sức quan trọng đối với công tác bảo tồn động vật hoang dã trên thế giới. Mình không nghĩ rằng là cái giải thưởng này nó là cái giải thưởng cá nhân mình, mà nó là cái sự ghi nhận của tất cả những cái bạn đồng nghiệp, những cái người mà đã cống hiến hết mình cho cái công tác bảo tồn, ngày đêm đi rừng, sống trong cảnh không điện, không nhà, không internet, giải cứu những cái con động vật, chăm sóc chúng. Và mình nghĩ rằng là chúng ta cùng nợ họ một cái lời cảm ơn và hy vọng rằng mọi người hiểu rõ hơn cái công việc bảo tồn động vật hoang dã, từ đó mọi người có cái tình yêu đối với các loài động vật. Với số tiền giải thưởng gần 5 tỷ đồng, anh Thái dành tặng toàn bộ cho Save Vietnam's Wildlife để trang bị thêm những máy móc hiện đại hơn nữa, phục vụ cho công tác cứu hộ động vật hoang dã. Và dưới tán rừng xanh mướt, anh Thái và những cộng sự của mình sẽ lại tiếp tục những công việc thường ngày của họ để bảo vệ môi trường sống tự nhiên cho những động vật hoang dã. Để hiểu thêm về những tâm huyết, những nỗ lực cứu hộ, bảo tồn các loài động vật hoang dã của anh Nguyễn Văn Thái và Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã, chúng tôi đã kết nối với anh Nguyễn Văn Thái. Và xin chào anh Nguyễn Văn Thái ạ. Năm ngoái anh đã trở thành người Việt Nam thứ hai được nhận giải Nobel Xanh Gomen năm 2021 bởi những nỗ lực bảo tồn loài TT. Anh có thể kể về những công việc tiếp theo bảo tồn loài TT hiện nay của mình cũng như là của Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã Việt Nam đang như thế nào ạ? Nhận được giải thưởng Gomen Environmental Prize thì là một cái gì đó rất là tự hào, không chỉ riêng cho cá nhân mình mà cho tất cả những người mà làm về công tác bảo tồn động vật hoang dã ở Việt Nam. Đặc biệt tôi ghi nhận những cái nỗ lực, những cái đóng góp của tất cả những cái đồng nghiệp của mình tại Save Vietnam Wildlife. Các bạn đã nỗ lực trong cái công tác cứu hộ động vật hoang dã, mang lại cái cứu hộ thành công cho hơn 2.000 các cái cá thể động vật hoang dã từ buôn bán và săn bắt trái phép. Đặc biệt hỗ trợ cho các cái trung tâm cứu hộ khác mang lại cái cuộc sống an toàn cho hàng nghìn các cái cá thể động vật hoang dã. Ở phía trong rừng thì các cái cán bộ bảo vệ rừng đã ngày đêm đi tuần tra bảo vệ. Họ đã gỡ đứng hàng chục nghìn cái bẫy, phá hủy hàng nghìn cái lán trại hoặc bắt giữ hàng trăm cái khẩu súng. Qua đó đã giúp giảm đi 80% các cái hoạt động săn bắt động vật hoang dã trái phép ở các cái khu vực mà chúng tôi đang phối hợp thực hiện bảo vệ rừng. Vâng, công việc bảo tồn động vật hoang dã hiện nay ở Việt Nam đang gặp những thách thức gì? Và anh kỳ vọng sẽ cần có những chuyển biến nào trong thời gian tới ạ? Có rất là nhiều các cái thách thức trong cái công tác bảo tồn động vật hoang dã ở Việt Nam. Rất là nhiều các cái loài động vật hoang dã bị hiếm và bị sắp tuyệt chủng, thì người ta càng muốn săn lùng, người ta càng muốn có nó. Cái vấn đề thứ hai đấy là những người làm cái công tác bảo vệ rừng, những người làm cái công tác bảo tồn động vật hoang dã thì không được xã hội cũng như không được cơ quan nhà nước ghi nhận một cách xứng đáng. Và đó chính là những cái mà rất là trăn trở trong cái quá trình làm cái công tác bảo tồn động vật hoang dã của tôi. Vâng, anh có thể đưa ra thông điệp của mình gửi tới khán giả nhân ngày Thế giới bảo tồn động vật hoang dã năm nay như nào ạ? Hôm nay là ngày động thực vật hoang dã thế giới. Tôi rất mong rằng là tất cả chúng ta cùng hành động. Bảo tồn động vật hoang dã không phải là cái công việc của một người hay một nhóm người, mà nó là cái sự đồng hành của tất cả chúng ta. Mọi người hãy không ăn,
không sử dụng các cái sản phẩm về động vật hoang dã. Hãy cùng nhau lên tiếng phản đối, không tiếp tay cho các cái hành vi vi phạm. Qua đó chúng ta có thể bảo vệ được các cái cánh rừng xanh, bảo vệ các cái loài động vật hoang dã, bảo vệ cái sự đa dạng sinh học. Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Thái đã tham gia với chương trình ạ. Và chúng tôi cũng hy vọng cả cộng đồng sẽ cùng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để bảo tồn các loài động vật, thực vật hoang dã một cách bền vững trên đất nước Việt Nam tươi đẹp nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Thưa quý vị, những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều bước tiến lớn trong công tác cứu hộ gấu. Theo Tổ chức Động vật Châu Á, số lượng gấu nuôi nhốt ở Việt Nam đã giảm đến 90% trong vòng hơn 15 năm qua. Thành công này là kết quả của việc thắt chặt hơn việc thực thi pháp luật cũng như nâng cao ý thức của cộng đồng. Trong phần cuối của bản tin, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến thăm một ngôi nhà bình yên dành cho những chú gấu ở Việt Nam. Và hình ảnh của những chú gấu bình yên này cũng là lời kết cho bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Điều quan trọng số 1 đối với tôi là hãy để những chú gấu được là chính mình. Những chú gấu rất thích chơi đùa, chúng thích khám phá mọi thứ và cũng rất tinh nghịch. Với các bác sĩ thú y, gấu hệt như những chú chó siêu to vậy, nhưng là một chú chó nặng tới 180kg chứ không phải 80kg. Khi bạn nhìn vào khuôn mặt gấu và nhìn vào mắt gấu, bạn đang giao tiếp với chú gấu đó. Một sinh vật có cảm xúc và suy nghĩ phức tạp hệt như chúng ta vậy. Với sự đồng hành của chính phủ Việt Nam, tôi biết rằng chúng ta sắp thành công trong việc chấm dứt nạn buôn bán mật gấu. Đây là điều thật tuyệt vời.